Thiết nhân Nam Mô Di Đà Phật, sư phụ ơi, sống về Việt Nam cho các chúng sanh hết khổ. Cơ trời đi là phải đồng bộ, thì bây giờ nó chỉ còn có một thứ là chiến tranh Biển Đông. Nhưng mà đâu phải một mình sư phụ đâu, đâu phải mình Thiên Tấn Kiệt này xuống trần mà làm được việc đâu. Có ông Trạng Trình đầu thai nha, tất cả những người mà ở trong Thiên Phong Thần thời xưa, thời mà Diệt Chủ Dương, hôm nay cũng tái sanh làm người hết, họ cũng mong ngày đó. Thì Thiên Tấn Kiệt này hồi xưa cũng là từ thời đó, hôm nay tái sanh mang thân người, thì họ cũng đã âm thầm ở bển. Thì mình cũng nhìn thấy những nhà lỗi lạc, giàu có, thông minh, nhưng mà người ta không có ham tiền, thì chỉ ham trong cái lòng, cái chút quốc ẩn của họ đó, muốn làm những cái chuyện ít nước lợi dân thôi. Họ không còn thích làm cái gì cho cá nhân nữa. Cũng giống như Thiên Tấn Kiệt này bây giờ làm cái gì cũng cho số lượng đông người, không cho đại đồng, chứ không có cá nhân. Thì nó không phải một mình con mà mong, cả thế hồ cũng mong, tất cả những vị hồn thiên sông núi, những vị thần cũng mong, ai cũng mong hết. Nhưng mà cái quan trọng đó là những nhà lãnh đạo của nước Việt Nam hiện thời á, họ không mong. Là vì họ đang có chức và có người ngày nào cũng đem tiền. Thì những người đó là những người đang làm chậm lại cái cơ trời, đang làm trễ lại. Rồi mỗi lần mà Thiên Tấn Kiệt này hỏi bề trên vậy, tại sao bên trên không chừng trị những người đó, cho họ bị một chứng bệnh gì? Cái gì mới nói, cách đây mấy năm, cái gì mới nói, giờ bắt trọng mà có rớt xuống thì dễ thôi, nhưng mà ai là thay thế? Cũng vậy, cho nên đó là cộng nghiệp của nước Việt. Nhưng mà một người làm, cả trăm triệu người phải cộng nghiệp theo. Thật sự bất trọng không có, không phải là mình chỉ thí dụ thôi nha. Ổng cũng có công á, công làm bản lề cho Trung Cộng nó nửa đu khỉ á. Nó mình nói đa số nha, hồi cách đây 3 năm ngàn, nước Việt mình có khoảng 2 triệu người. Những nhà kinh doanh giàu có, lỗi lạc. Họ là người đi ngược lại với trời, tức là họ nghịch thiên á. Họ sau lưng, họ bạn bè với những đảng viên lớn, rồi họ hối lộ những đảng viên lớn. Họ là người không khích kiệt, và họ là người không cơ trời đi, xó đi đúng. Họ muốn đình trệ. Thì hôm nay những người đó, đến lúc mà kiệt sinh cho họ 3 lần, đến bây giờ xin không được nữa, thì cho nên họ hôm nay bây giờ mới là người phá sản, dần những người bị đốt cửa đốt lò đó, con có biết không? Hiện giờ đó, thì là gì, 3-4 năm trước mình đã nói trước những người này rồi, những người này không có tin, mà hôm nay là họ sẽ bị mất tiền và có thể bị mất mạng nữa đó. Thì họ đã làm chậm lại cơ trời, đi nghịch lại dữ lắm, gia đình cũng chẳng có ra gì hết, tức là sống một đời người phù du, tranh đấu cực khổ. Lặn hợp hết cái mưu mô này tới cái mưu mô nọ, đầu óc lúc nào cũng căng hết, rồi tới ngày hôm nay có tiền cũng không có hưởng được, vì bị phe phá triệt hạ lẫn nhau. Đó là những người đó. Thì ngày xưa quý vị có nói là cái số lượng 2 triệu người thương gia đó là đáng ngại nhất. Chứ còn mấy ông đảng viên, mấy ông đâu có làm ăn gì đâu, mấy ông chỉ là spoil thôi, tức là có người đưa lên cái ông thì mấy ông mới ăn. Mà hôm nay bề trên diệt 2 triệu người đó là để cho cái nền kinh tế Việt Nam bại sụi. Họ đổ, họ xây một đống nhà cũng không ai ở, họ làm cái gì cũng không được hết, để cho cơ trời đi cho đúng. Chứ ngày xưa mà 3-4 năm trước, những cái người này á, họ không có chính trị, họ chỉ tiền thôi, giống như kiểu bà Mỹ Lan rồi vậy đó, với ông Tân Minh Hoàng vậy đó, nhiều lắm. Nếu mà ngày xưa mà họ nghe lời kịp, họ vẫn không có chết và họ vẫn có thể giữ số vốn, tại vì họ là những con ông bầu. Quý vị nên nhớ nước Mỹ này nó giàu khoảng có 100 người thôi, 100 người tỷ phú mà làm cả nước Mỹ này hùng mạnh. Nước Việt mình á, chỉ cần 10 người tỷ phú thôi có thể làm cả nước Việt hùng mạnh đó, quý vị có biết không? Nhưng mà mình á, chỉ cần lòi một con bầu mà lòi ra
thầy thì bị đem đi lăng bột. Thì ở dưới những cái công ăn việc làm, những cái cơ sở của cái gia đình, cái gia tộc của họ đâu có đem công ăn việc làm cho hàng triệu triệu người. Bây giờ mình có 100 triệu người, mình chỉ cần 100 người tỷ phú, 100 người thì cũng hơi nhiều đó, chỉ cần 30 người thôi thì làm ra một đống công ty để mà nuôi 100 triệu người dư sức á. Nhưng mà cái quốc gia mình không có cái phước đó. Và ngược lại, những ông bầu đó cũng không có phước, là vì những ông bầu đang giàu sang sung sướng, không bao giờ tin tâm linh, cứ nói chuyện là ảo và lúc nào cũng chửi kiệt. Những thời gian đầu á, hôm nay có thể là họ bớt chửi rồi, nhưng mà muộn rồi, vì rất là buồn mấy cái đó. Cho nên cơ trời đi vì trễ chậm lại 5-6 năm á, gần cái chục năm á, là do những cái người này á. Chứ hồi xưa thí dụ như bà Trương Mỹ Lan, hồi đó mình có nói ba cái thượng kiều là Trung Cộng nó ém, nó lấy ba cái nhãn cắm ngược lại. Cái đó sau này á sẽ có kịp về gỡ ra mấy cái đó. Rồi cả cái Đại Nam cũng vậy. Những cái này á, những cái người giàu có, họ quên đi. Họ quên đi là họ có cái hồn. Và họ quên đi họ có phước ở cõi trời xuống. Họ giàu có. Khi giàu có rồi á, mình đi lạc đường. Lạc đường cứ luân hồi sanh tử, đọa địa ngục, trở lên làm người tật nguyền bệnh tật, hoặc có thể làm thú. Nhưng mà họ là người cõi trời không á. Họ có phước á. Có phước, nhưng mà phải tạo phước, phải lấy tiền tạo phước. Và phải biết nghe, nghe những cái tiếng nói thật tình, là tiếng nói này nè, nói từ trong tâm. Kiệt nhận lệnh của Hội đồng Chư Phật, nhận lệnh của cha là Thượng Đế, mẹ là Phật Mẫu. Sư phụ Kiệt là Đức Huỳnh Phú Sổ, là Đức Thầy, Đức Phật Thầy Tan, và Đức Trang Trình là sư phụ của Kiệt. Và Tổ Bồ Đề Đạt Ma và Thượng Đế Công, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đó là tất cả những gì sư phụ dài cho Kiệt. Rồi về mặt chị thì Kiệt có những ngày lỗi lạc, giống như ngày Trận Đạo là vua nước Việt, rồi ngày Lê Diệp, Nguyễn Trực, Trần Quang Khải, tức là những vị về chính trị thì dạy Kiệt về chính trị. Rồi chị Kiệt là Thánh Mẫu Liễu Hạnh thì lúc nào cũng cầm cây gôi sau lưng Kiệt bút. Cho nên đời của Kiệt á là giống như một đứa bé trên trời. Kiệt rất là nhỏ tuổi, xuống đây mang thân phàm thì ở trên đó, quý vị nên nhớ nha, ở cõi Niết Bàn, ở cõi chỗ mà cha với chỗ Kiệt ở, 24 đứa con của Thượng Đế với Phật Mẫu, không có thời gian nha. Một cơn gió thoảng thôi, một ngọn gió thôi là ở dưới này một mình một đời người vậy. Ở dưới này một là mình bữa giờ 50 mấy tuổi, thì trên kia là chớp mắt một cái, đó là cõi trời là rất là sung sướng. Cho nên vì có một cái gia đình rất là sung sướng, có cha, có mẹ, có anh, có chị, lúc nào cũng vui đùa ở trên đó. Nhưng mà tại sao không ở mà đi xuống đây mang thân người, phải chịu khổ cùng chung với tất cả mọi người? Đó là vì lòng từ bi, là vì thương chúng sanh. Chứ mấy gì là cha mẹ nói con á là đã có nguyện xuống thì gán làm cho tròn, phân nửa phần còn lại thì từ nay cho tới ngày mà xảy ra chuyện á, tức là sắp tới rồi đó, Kiệt đoán là phải cái Tết này á, cái Tết ông rồng này nè, thì để mà làm cho tròn cái nhiệm vụ để mà đưa nước Việt cho trở thành một nước có đạo đức, có giàu có, mọi nhà nhà đều vui, có tiếng cười, và nhất là không còn có thể chế độc tài cộng sản nữa. Mình không có chính trị, nhưng mà cộng sản có nghĩa là vô thần. Tại vì khi thiên ma nó xuống đây, nó giành quyền lực với những vị gọi là tà thần với chánh thần, thì nó lập ra một cái thể chế gọi là thiết hư ảo, tức là xã hội chủ nghĩa, như kiểu Nga Xô thời xưa, kiểu Ba Lan, kiểu Tiệp Khắc, kiểu Cuba, rồi Bắc Hàn vậy đó. Tức là làm cho cái dân ngu. Còn thuyết của Phật, gọi là thuyết của những khối tự do như Mỹ rồi đó, thì muốn cho con người khôn, ai khôn chừng nào thì người đó giàu chừng đó. Chứ, còn bên kia là người khôn cũng như người ngu. Nghĩa là khi mình sanh ra,
mình ở cõi trời rất là khôn nha.